Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tạp chí kinh tế chuyên mục công thương số đầu tiên trong năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tích cực gỡ khó về nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các nhà máy sản xuất công nghiệp, tập trung quy hoạch khu cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành công thương Lào Cai đặt ra trong năm 2024. Nội dung này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục công thương ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên là những tin tức đáng chú ý. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 đạt 52.200 tỷ đồng, bằng khoảng 13% so với năm 2023. Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt trên 45.000 tỷ đồng. Dù không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, nhưng trong tháng đầu của năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp đang có nhiều điểm sáng. Thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực đang khởi sắc. Một số dự án thủy điện đi vào vận hành. Cùng với đó, nhà máy gang thép Việt Trung dự kiến đi vào hoạt động trở lại, được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, Lào Cai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu cụm công nghiệp bằng một loạt các giải pháp về quy hoạch, giảm giá cho thuê đất. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 700 triệu đồng đối với công ty cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai. Theo quyết định xử phạt số 46 ngày 29 tháng 1 năm 2024 của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, công ty cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai bị phạt tổng số tiền 700 triệu đồng với các lỗi vi phạm đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra nhưng thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ. Năm 2021, khai thác vượt từ 25 đến 50% công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản. Theo Sở Công Thương, giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2024 đạt gần 183 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu đạt 62,54 triệu đô la Mỹ, tăng 30,86% so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi, phốt pho vàng. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu đạt trên 38 triệu đô la Mỹ, tăng 42,81% so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong tháng 1 năm 2024, đơn vị chức năng đã cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO cho hơn 16.000 tấn hàng, bao gồm thanh long, dưa hấu, chuối, mít, tinh bột sắn, sắn lát khô, tinh dầu quế, sầu riêng, cà phê hạt, khoai lang tím, với giá trị đạt 24 triệu đô la Mỹ. Theo đánh giá tại cửa khẩu Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa duy trì ổn định, còn tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan duy trì 4 đến 6 chuyến tàu xuất nhập cảnh mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng sau sự cố vỡ cống thoát nước tại hồ xả thải, nhà máy tuyển đồng Tả Phời đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo cam kết và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép vận hành trở lại từ giữa tháng 12 năm 2023. Cùng với nỗ lực nối lại các hoạt động sản xuất, thì việc đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố tương tự là vấn đề được doanh nghiệp và người dân quan tâm nhất. Trong tháng đầu tiên năm 2024, không khí làm việc tại nhà máy tuyển đồng Tả Phời diễn ra khẩn trương. Tại phân xưởng tuyển khoáng, máy móc chạy liên tục 3 ca để đảm bảo nguyên liệu cung ứng cho hai nhà máy luyện đồng ở Tằng Lỏng và Bản Qua. Được quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ, chờ khắc phục sự cố, nhiều công nhân thực sự phấn khởi. Dịp cuối năm thì nhà máy đã được hoạt động trở lại, nên là công ty cũng tạo điều kiện để anh em công nhân là có việc làm, rồi thu nhập sẽ ổn định hơn. Đúng có dịp lễ Tết thì cũng có nguồn thu nhập ổn định để giúp đỡ gia đình và đời sống công nhân được ổn định hơn. Còn trên các khai trường, hoạt động khai thác đã nhộn nhịp trở lại từ một tháng qua. Nguồn nguyên liệu đầu vào khá dồi dào, đảm bảo cho nhà máy duy trì sản xuất ổn định. Tết năm nay để cho anh em được có cái đồng lương, đồng thưởng nó cao hơn để bù lại những cái thời gian mà được vì sự cố xảy ra, thì là rất là anh em cán bộ công nhân rất phấn khởi, có máy vào hoạt động thật nhanh để lấy cái năng suất cao. Sau một tháng đi vào vận hành, nhà máy tuyển đồng Tả Phời đang duy trì 100% công suất. Việc nhà máy này sớm đi vào vận hành trở lại đã giúp tạo công ăn việc làm cho khoảng 800 lao động và đóng góp tích cực vào cái số thu ngân sách cho địa phương. Cùng với duy trì hoạt động sản xuất ổn định,
việc đảm bảo an toàn tuyệt đối để không xảy ra sự cố tương tự được đặc biệt chú trọng. Công ty cổ phần Đồng Tà Phời đã thi công xong tuyến mương thoát nước mặt dài trên 2,1 km, cao 1,5 m bao quanh hồ, đảm bảo đón nước tại các lưu vực xung quanh không chảy xuống hồ thải. Cùng với đó, nhà máy đã thay thế cống D2000 đặt nổi tại vai phải đập, đảm bảo xử lý sự cố khi xảy ra mưa lũ bất ngờ. Theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp cũng như là của tập đoàn, chúng tôi đã thực hiện tất cả những cái bước mà để đảm bảo an toàn tuyệt đối, để từ nay trở đi là sẽ không bao giờ có cái sự cố tương tự xảy ra, cũng như là các sự cố khác mà để xảy ra với lại cái đập hồ thải cộng đuôi của chúng tôi. Trước đó, việc thu dọn bùn thải cũng như khắc phục sự cố môi trường đã được nhà máy Tuyển Đồng Tà Phời hoàn thành theo cam kết. Các hộ dân trong diện buộc phải di rời sau ảnh hưởng của sự cố đã nhận tiền đền bù hỗ trợ từ phía công ty cổ phần Đồng Tà Phời. Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã bố trí quỹ đất tái định cư, đang khẩn trương san gạt mặt bằng để bàn giao sớm cho người dân ổn định cuộc sống. Quy hoạch, hạ tầng, mặt bằng và cơ chế chính sách đặc thù, đó là những tiêu chí quan trọng mà các doanh nghiệp quan tâm trước khi đầu tư tại một địa phương. Xác định rõ điều đó, Lào Cai đang nỗ lực tháo gỡ những rào cản để xây dựng môi trường thông thoáng, có sức hút đối với nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Nguồn lao động phổ thông dồi dào, có sẵn mặt bằng sạch. Đó là lý do doanh nghiệp này quyết định lựa chọn Lào Cai để xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Với tổng vốn đầu tư 99 tỷ đồng, quy mô mỗi năm sản xuất 2 triệu sản phẩm may mặc, mũ, giày, dép và 500.000 sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ. Dự án đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu công nghiệp Đông Phố mới. Tỉnh cũng đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục pháp lý, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất để sớm khởi công dự án vào đầu năm 2024. Thì từ cái thời điểm mà chúng tôi đề xuất dự án, sau khi lấy ý kiến các sở ban ngành và Ủy ban tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với thời gian rất ngắn và thể hiện ở những con số biết nói là thời gian mà tỉnh cấp chủ trương đầu tư chỉ có 28 ngày. Toàn bộ cái dự án này hiện tại bây giờ đã đi theo cái đường găng của tiến độ của dự án. Mà các doanh nghiệp, các nhà đầu tư người ta cần nhất là thủ tục, mà trong thủ tục thì cần nhất là thời gian. Cần phải có quy chế phối hợp cũng như là rà soát để có những cái thể chế để làm sao đối với các khu công nghiệp thì nhà đầu tư chỉ biết đến một điểm cho đến một nơi và đến một lần. Thế và cái thời gian thì cần phải là đã công bố thì phải là ổn định và có kết quả. Có nghĩa là doanh nghiệp ta gửi hồ sơ đến và đến thời gian đó là trả kết quả. Tại khu kinh tế cửa khẩu, sau khi công bố quy hoạch chung, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nhằm kêu gọi thu hút đầu tư. Đặc biệt mới đây, tỉnh đã có nghị quyết mang tính đột phá khi hạ giá thuê đất ở khu vực này xuống 8 lần so với trước đây. Điều này giúp các doanh nghiệp sau khi hết thời gian miễn giảm thuế đất sẽ tăng thêm động lực để gắn bó lâu dài với địa phương. Trước đại dịch Covid thì doanh nghiệp chúng tôi một năm là phải nộp cái tiền thuê đất lên đến khoảng hơn 800 triệu. Nhưng đến nay với chính sách hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đấy, miễn giảm tiền thuê đất, và hiện nay chúng tôi là một năm còn phải nộp khoảng trên 60 triệu. Đấy, với cái chính sách như thế thì là đã hỗ trợ rất tích cực đến với doanh nghiệp để chúng tôi là sớm đi vào hoạt động sản xuất. Tại các khu công nghiệp của tỉnh đã hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, lắp đặt quan trắc môi trường và trồng thêm hàng nghìn cây xanh để cải thiện môi trường. Lào Cai sẽ tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực này theo hướng chuyển từ khai thác tự nhiên sang khai thác hiệu quả bền vững. Đặc biệt trong khai thác chế biến khoáng sản, quan điểm của tỉnh là thu hút các dự án chế biến sâu sản phẩm, nói không với dự án gây tác động lớn đến môi trường. Lựa chọn các cái nhà đầu tư thực sự có tiềm lực, có kinh nghiệm và có thị trường để đến để sản xuất các cái sản phẩm để chế biến thực sự là sâu và thực sự là có chất lượng, có hàm lượng chất xám cao, có cái giá trị kinh tế cao và sử dụng ít lao động, sử dụng ít đất và không gây tác động lớn đến môi trường. Theo quy hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 7 khu công nghiệp, mỗi huyện thành phố có ít nhất một khu cụm công nghiệp. Để thu hút đầu tư, cùng với hoàn thiện quy hoạch, tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, mặt bằng, ưu đãi về đất đai và xây dựng những cơ chế chính sách đặc thù. Thời lượng chuyên mục Công Thương đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.